Sao lại khóc? Đi đi đừng khóc mà. Thôi tôi khổ quá. Tôi chỉ muốn đi chết thôi. Sao lại nói cái đấy? Không được chết. Có gì thì chia sẻ với tớ chứ. Kể với cậu thì được cách gì đâu. Chuyện nó vẫn xảy ra như thế mà. Thôi mà, vui lên mà. Có gì đâu, có gì thì cứ nói với tớ. Mọi người có quay lưng với cậu nhưng mà tớ không bao giờ quay lưng với cậu đâu. Hay nín đi mà. Thôi đừng khóc nữa. Nín đi mà. Nín đi. Còn mà không nữa là tớ yêu cậu đấy. Tí nữa anh ơi. Thôi. Chào anh. Anh tới làm gì nhỉ? Dọn sạch xe cho anh nhá. À dạ vâng ạ. Anh xem có cái đồ gì thì anh mang xuống nhá, để tránh thất lạc ạ. Anh ơi, xe xong rồi ạ. Nói, phục vụ luôn nhá. Dạ, anh gọi gì em ạ? Này, dạ. Tôi là tôi hàng ngày tôi ăn ở đây ấy, tôi là khách quen ở đây đấy. Dạ vâng, vì mặt anh em nhớ rồi. Nhưng mà đồ ăn hôm nay kỳ. Sao lại kỳ ạ? Kỳ là kỳ thế nào ạ? Đây vẫn là cái món mà anh vẫn ăn đây còn gì nữa ạ? Xôi đỗ này, ruốc này, lạc này. Và đặc biệt là anh luôn luôn yêu cầu thêm một nước xoành tròn. Đấy, nó vẫn là nó ấy ạ. Nhưng mà anh lạ lắm. Lạ? Nói thẳng ra là nó tệ ấy. Ê, anh nói thế quá lời ấy. Vẫn là cái món của anh ăn, đúng không ạ? Nó vẫn là cái món xôi này, vẫn là đầy đủ cái gia vị như thế này. Vẫn là tay em bê ra, vẫn là bếp nhà em làm. À đây, bố ơi, con nhờ bố tí. Đây, em gọi thả bếp ra cho anh. Thế này, anh bảo anh ăn xôi của bố làm hôm nay nó khác. Khác là khác thế nào? Vẫn tất cả những cái như em qua mình làm mà. Nguyên si thế mà. Cái quán này hay nhỉ? Bây giờ cái món này nó khác thì tôi phải được quyền ý kiến nhé. Không to tiếng với ai đấy hả? Thế ông muốn cái gì? Ông đến đất nhà tôi xong bây giờ là ông định to tiếng với ai? Ông muốn thế nào hả? Ông còn nhớ được là tất cả những món trước đây ông ăn vị nó như thế nào không? Ông bảo sống cái tôi. Sao mà tôi không nhớ được? Ngày hôm qua tôi vừa mới gọi cái món này mà. Ông có khẳng định là cái đúng cái vị này không? Khẳng định là đúng cái món này nhưng mà khác vị. Thì nó vẫn là nó đấy. Tôi để từ hôm qua đến hôm nay, ông ăn cũng bảo khác là khác thế nào? Bơ bà cũng vẩn. Ôi trời ơi, thế này thì mới đuổi hết cách của tao rồi. Cái thằng kia, đứng lại đi tao bảo. Nào, đưa ra quyết định đi. Nhanh lên, không còn thời gian nữa đâu. Nhanh lên, đưa ra quyết định đi.
cho tôi một ít sữa thôi. Giảm sữa. Bao nhiêu phần trăm đá? Không đá. Không đá. Thanh toán tiền mặt hay thẻ? Nhanh lên, đưa ra quyết định của mình đi. Cô tài của em. Cậu cứ nói tôi sẽ giúp đỡ cậu. Nối không? Mày vẫn chạy nối đi. Mẹ nói nhắc cậu cắt cậu.